Đây, các bạn có thấy bó rau to chà bá lửa này không? Ôi, vô hết ống kính luôn á, che cái mặt mình luôn nè. Trong cái thời buổi mà ăn cái gì cũng có hóa chất, tất cả những cái gì là đều có hóa chất, nên cái thực phẩm bây giờ đặc biệt mà nói là không có an toàn cho chúng ta nữa. Không Và đặc biệt là những cái được gì mà không xuất phát từ thiên nhiên, từ cái trái cây từ thiên nhiên ra thì nó sẽ tốt hơn là từ nhà máy. Thì hôm nay mình nhanh sẽ dẫn các bạn đến một cái nhà hộ dân ở Kỳ Lộ. Thì nhà của bác này á là trồng rau tự nhiên luôn, không hề có thuốc và rất là nhiều loại, giá thì cực kỳ rẻ. Như thế nào thì đón xem cái clip của mình sau đây nha. Dạ một bó thôi. Cái này là rau gì đây bà ha? À, bồ ngót á hả? Bồ ngót là nhất hạng. Cái này là nhà bà trồng à? Trồng ra làm gì? À. Ngon quá ha bà ha. Mỗi ngày bán như thế được bao nhiêu bó? À. Ví dụ như mình, nhưng mà có cắt đem ra chợ bán không? Buổi sáng nó ngon hơn đúng không? Buổi sáng nó tươi hơn à? Ăn bà ơi. Cắt đầy đủ vô nha bà. Này mình có bón phân đồ gì không bà ha? Phân gì? Bảo phân chuồng đồ hả? À, cái này để lên tự nhiên luôn. Dạ. À, cái này là rau gì đây bà ha? Dạ. À, bún bát á hả? Bún bát. À, bún bát ăn nó mát ha. Sao mình có vị nó đắng đắng hả? Bún bát ăn nó có bị đắng không? Qua cái đắng. Qua đắng thì ăn được không? Đủ loại nha, ổ lâu đắng đồ đồ qua rồi luôn nha bà ha. Ờ. Qua ăn đâu mà đắng vậy? Đây nè, đây là cái đắng nè. Đắng mà ăn nó tốt lắm. Đây nè. Mày nào mua đâu qua không mà tao đắng. Mỗi ngày bà bán cũng được 20 bó không? Có. Giá làm giá cũng ưng có gì đâu. Con đi uống rồi cho ông già cái chứ. Như một cái bó rau của bà như thế là gồm bao nhiêu loại? Như hồi nãy là cái loại kia là bồ ngót nè, bây giờ bung bát nè, ổ qua nè. Dạ. Rau ấy bồn bồn nè. Bồn bồn là đâu? Bồn bồn là rau nào đâu? Vô quay clip đi. Này mình có tưới nước đâu gì không bà? Chiều tưới đó. À buổi chiều tưới hả? Đây là đang cắt cái rau gì đây? Bồn bồn là rau nào đâu chỉ không với? À trước nữa hả? Nó là biết ăn. Ăn chứ. Bốn là người biết ăn. Được, bông đu đủ ăn được. Chú mày cha cho ngươi mày cha em là chú. Dạ. Cái gì rồi. Bông đu đủ ăn trị bệnh nha, mẹ em thương lắm này. Đầy đủ luôn nha, bông đu đủ luôn luôn nha. Xa chơi. Ủa sao chết rồi, không thấy được đúng. Đắp tóc nè, thấy coi đây. Bị tô à. Dạ. Đầy đủ nha. Đưa quay nè. Này nó có cái chanh nè. Đây. Cái chanh nè. Chanh nè, trái chanh nè mọi người. Thì cái cây cây gì nó leo vậy con? Cây bồn bồn hả? À mồng tơ à. Mồng tơ rồi còn bồn bồn là cái lá ở trên đây. À, ở đây mình trồng trồng cây chanh thế là mồng tơ rồi nó leo lên rồi bồn bồn rồi nó leo lên.
bò vậy anh không mặt luôn. Để giàu làm sao bò ăn được. À cũng như rau thì nó mọc tự nhiên gì đó. Tự nhiên là nó có cái gì, không có cái gì đó. Không có không mà cũng không có cái gì đó. Dạ. Để trồng bán thì này là bao lâu rồi? Mấy năm rồi? Lâu rồi. Lâu rồi à? Là cứ mọc ra là đem ra chợ bán thôi. Hôm nào trồng nhiều nhiều bà sỉ cho con đem đi vô Sài Gòn con bán ơi. Con mua sỉ giờ bán cho ngoài chợ 5.000 bá, con mua sỉ 10.000. Được không? Thì làm nhiêu đó thôi. Bà sỉ vô cho con 10.000 bá nha. Con mua cứ bá là 10.000. 10.000, chắc con xe tải chở vô Sài Gòn con bán lại. Cái bồn bồn hả? Cái bồn bồn này nó có ra hoa không bà? Có ra hoa ra trái. Nó ra hoa hả? Cái lá nó giống lá bồn ngót quá ha. Ừ, lá giống như lá bông điệp. Bông điệp. Ừ. Đúng không? Đúng rồi, giống cây điệp, giống cây điệp. Chú ở đây được không chú? Được. Được. Rồi chặt đi bà. Dạy chỗ gì mà hết đi rồi. Đầy đủ ha. Nhà bà có rau gì bà cứ bỏ vô hết trong đó luôn. Đầy đủ luôn. Cái này là rau gì đây bà? Mấy cái đỏ đó, tí tô hả? À rau dền. Dạ. Này qua clip mọi người thấy không? Là bác trồng ở trong nhà rồi những cây leo nhà, leo dây đồ bình thường thôi. Chứ không có phun thuốc, phun đồi như những cái chỗ khác ha. Dạ. Rồi bác trồng như thế rồi nó nhiều lên cái là bác bán cho những cái hộ quanh đây thôi. Dư ra là cái ra bán 5.000 bó cho bà con ai có ăn thì mua. À, tình cờ mình thấy mình mua một bó, hôm qua mình mua 2 bó thì mình ăn rất là ngon. Cái hôm nay mình vào mình quay clip mình giới thiệu cho các bạn xem. Nó tự nhiên bò lên hàng rào nè, đó. Cứ tự nhiên bò lên hàng rào. Rồi bò lên những cái dây đồ như thế này nè. Đó. Rồi tự động đó, thấy không các bạn, thấy không? Nó leo lên những cái dây đồ này kia nè. Đó. Nó leo lên mái nhà, mái đồ này kia, rau á. Còn kia là đu đủ đồ này kia nè. Mướp. Có cắt rau mướp của bà, có cắt dây không? Có cắt lá không? Theo bà là lúc đầu tiên á là trồng rồi nó ra trái rồi đồ này kia rồi nó rụng nó mọc hàng ngày nó xum xuê vậy luôn. Cái trái non hả bà ha. Sao con? Để hôm nào chú làm cho con nguyên cái clip lên luôn ha, chịu view luôn nha. Chịu view nha. Vừa xong quay. Ừ. Rồi thế là từ đó là nó cứ lên xum xuê như thế này là mọi người là cứ cắt thôi. Lên đến đâu là chúng ta cắt ăn rồi cắt bán đến đó. Ừ. Chứ không có chăm sóc rồi không có phải là như người kia mà trồng vườn trồng mượt rồi phun thuốc phun đồ này kia. Đó. Bà nói là bà trồng ăn thôi chứ ai cũng muốn mua mà bà không có muốn bán. À trái ở quê bà ha. Dạ. Hy vọng là qua clip này thì mọi người ở nhà đó
cũng nên tự làm một cái mô hình rau như thế này để mà ăn cho tốt ha. Chào các bạn, và hy vọng nếu các bạn thấy clip của mình hay và có ích thì nhấn like và subscribe để ủng hộ cho mình nha. Thân chào.